Họa phương vô môn Duy nhân tự chiêu tìm ác chi báo Như ảnh tùy hình Thái tượng cảm ứng thiên Tập 18 Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore chư vị đồng học chào mọi người cảm ứng thiên từ câu thứ ba đến câu thứ chín là một đoạn đoạn này là nói tổng quát vì quả báo của tạo tác ác nghiệp Văn tự tuy không nhiều Nhưng Hàm nghĩa rất sâu rộng Sau đây Có một đoạn văn Khá dài Nói rõ cho chúng ta Về tình trạng tạo ác của người đời Có thể nói cũng là chú giải của sáu câu này. Những việc này xưa nay ở trong ngoại nước thực ra nói không hết. Hơn nữa, người đời vẫn là đang tạo mỗi ngày không biết quay đầu. Không biết giác ngộ. Đời người ở thế gian chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm. Khẩy ngón tay liền đã trôi qua. Lúc tôi còn trẻ, 22 tuổi đến Đài Loan. Trong chớp mắt, đã thành ông lão hơn 70 tuổi rồi. Đồng trang lứa với tôi như bạn bè đi học, bạn bè đồng nghiệp, bạn bè học đạo, hai phần ba đều đã qua đời cho nên đời người ngắn ngủi như vậy thế nhưng biết được con người sau khi chết thì không phải cái gì cũng không còn nữa sau khi con người chết thì ngày tháng vẫn còn rất dài. Thánh hiền thế suốt thế gian đều nói cho chúng ta biết. Đã nói cho chúng ta quá nhiều. Quá tường tận, quá phong phú rồi. Làm thiện, có thiện báo, sau khi chết rồi có nơi tốt để đi mức độ thấp nhất là phước báo trên trời hoặc nhân gian vẫn có thể tiếp tục hưởng trụ chúng ta biết được phước báo nhân gian ngắn ngủi Phước báo trên trời thì rất dài Tuy nhiên Phải biết rằng Dù dài hơn nữa Thì vẫn có giới hạn Cho nên người thật sự thông minh trí tuệ Không có người nào không mong cầu Thoát khỏi tam giới Đừng nói thoát khỏi tam giới phước nhân thiên cũng có pháp tu của phước nghiệp nhân thiên vì sao phải tạo ác vì sao phải niệm ác phải nghĩ ác chúng ta muốn đoạn ác tu tiện thì phải đem ác ở trong ý niệm tư tưởng nhậu bỏ đi sau đó hành vi của bạn tự nhiên liền thiện cái thiện này không phải là tạo tác mà là từ trong nội tâm lưu xuất ra một cách tự nhiên Chúng ta đều là đồng tu học Phật. Phật ở trong Kinh, Tổ sư ở trong Ngữ Lục nói với chúng ta rất nhiều. Việc này, người nào tu, người đó đắc. Gọi là ông tu, ông đắc. Bà tu, bà đắc. Không tu thì không đắc. Người khác tu Thì ta không đắc được Chúng ta thấy ở trong hội Lăng Nghiêm Tôn giả A Nan là người có cách nghĩ sai lầm cho rằng Thế Tôn là anh họ của mình. Nên bản thân trong lúc tu trì có thể qua loa một chút đến lúc đó có thể hưởng ké anh họ kết quả đến khi gặp phải nạn madam già thì mới chân thật giác ngộ Những gì Phật tu Ngài không đạt được Nhất định phải dựa vào chính mình tu trì Công đức còn như vậy Lẽ nào phước đức lại không như vậy hay sao Những sự lý này chúng ta phải nghĩ rõ ràng Nghĩ tường tận Chúng ta có thể Hưởng ké một chút phước báo của người khác Tuy nhiên cần có duyên phận Duyên đầy đủ Giống như chúng ta hiện nay Ở cõi người Chúng ta sinh sống cùng lúc cùng nơi ở cõi người. Do trong đời quá khứ có duyên phận này, người khác có của cải ta không có. Họ có thể giúp đỡ ta một chút, ta có thể hưởng ké họ một chút. Nếu như chúng ta sinh vào nơi chúng khác nhau, niên đại khác nhau, người ta muốn giúp cũng không giúp được những sự việc này vì sao không suy nghĩ nhiều hơn cho nên người ở thế gian việc quan trọng nhất chính là phải hành thiện với người họ là người ác ta cũng phải dùng tâm thiện đối với họ cũng phải dùng hành thiện đối với họ lâu ngày chạy tháng người ác cũng sẽ bị cảm hóa mà hướng thiện người ác không thể quay đầu là do sức cảm hóa của chúng ta không đủ bản thân chúng ta phải sanh tâm hữu thiện, phải sanh tâm sám hối. Ta làm không được tốt, chưa thể giúp đỡ họ quay đầu. Thấy họ tạo ác, thấy họ bị đọa lạc, thì tâm đại từ bi liền từ chủ này sanh khởi lên đây là trong kinh phật gọi là phật pháp do duyên sanh Chư phật bồ tát thì hiện trong lục đạo thì hiện ở nhân gian các ngài tại sao đến thì hiện vậy chúng sanh có cảm phật liền có ứng cảm ứng chính là duyên sanh cảm ứng đều là duyên Chính vì như thế nên Phật Pháp là duyên sanh. Phạm là Pháp do duyên sanh. Thì đều là thể ngay lúc đó là không. Rút cuộc không thể được. Phật rõ ràng. Bồ Tát sáng tỏ. Cho nên Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian toàn tâm toàn lực giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn các ngài không chấp tướng trong kinh kim cang thế tôn khai thị cho tôn giả tu bồ đề độ hóa chúng sanh nhất định phải chú ý đến cũng là dạy chúng ta phật dạy bồ tát thì hiện trong lục đạo trong chính pháp giới nhất định phải giữ lấy một nguyên tắc không chấp đôi tướng như như bất động đây mới là bồ tát chân thật không chấp đôi tướng chính là ngoài không chấp tướng như như bất động là trong không động tâm ngoài không chấp tướng trong không động tâm như vậy mới có năng lực ứng hóa tị hiện nếu như ngoài chấp tướng trong động tâm là bạn đã tạo nghiệp tạo nghiệp thì đâu có lý nào không tọa báo bạn nói Tôi làm việc cho Phật Pháp Phục vụ cho hết thầy chúng sanh Vậy bạn chấp tướng Bạn động tâm rồi Vẫn là nghiệp báo Nếu như ở trong đây Cái chấp là tướng bất tiện Cái động là tâm bất tiện Khởi tham sân si mạng Đố kỵ chứng ngại Thật ra mà nói, quả báo đều ở địa ngục. Chúng ta nghĩ thử, chúng ta có từng động qua những ý niệm này hay không? Nếu như có ý niệm này thì mau chóng sám hối. Chúng ta bình tâm mà quan sát. Trong cả đời này của chúng ta Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu người xuất gia Khi họ sắp mạng chung Khi họ ra đi Những tướng mà họ hiện ra Chúng ta tận mắt chứng kiến Chính tai nghe thấy Là hiện tượng gì? Ngày nay, bản thân chúng ta là người xuất gia. Chúng ta tương lai khi ra đi, cách chết như thế nào? Có phải cũng ra đi trong mơ hồ hay không? Có phải khi ra đi cũng bệnh nặng bất tỉnh nhân sự hay không? Lúc sắp mạng chung bị bệnh nặng bất tỉnh nhân sự, người thân quyến thuộc cũng không nhận ra thì nhất định là đến ba đường ác. Hai đường trời người thì thần trí đều rất rõ ràng. Chúng ta ở trong thế gian này tranh gì với người ta vậy? Nếu tranh danh danh lợi dưỡng với người thì bạn chuẩn bị đi về ba đường ác. Nếu như thật sự muốn về thế giới cực lạc Thì ta người đúng sai Tham sân si mạng Phải triệt để buông xuống Hoàng Pháp lợi sanh chân thật làm được Ngoài không chấp tướng trong không động tâm dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi mà xử sự, sự đối người tiếp vật trong đời này người khác dục mạ chúng ta Quỷ bán chúng ta hãm hại chúng ta chúng ta đối với những người này phải cảm kích cảm ơn từ đáy lòng Cảm ơn điều gì vậy? Tiêu nghiệp chướng cho chúng ta. Những tội nghiệp đã tạo trong quá khứ và đời này. Do đây liền báo hết. Đối với những người này quyết định không được có mảy may tâm oán hận. Có một mảy may tâm oán hận chân những nghiệp chứng của bạn không tiêu trừ mà còn tăng thêm. Bạn thấy Điều này là ở ngay trong khoảng một niệm. Một niệm này chính là mê ngộ. Một niệm này chính là họa phước, chính là cát hung. Phải biết rằng hết tẩy Pháp thế gian. Ở trong Kinh, Phật thường nói Thập pháp giới y chánh ra nghiêm điều là mộng nguyện bọt bóng đều không phải là chân thật cho nên vì sao phải nỗ lực như vậy người khác cần thì hoan nghỉ mà cúng dường hoan nghỉ mà bố thí không những là vật hoài thân nếu cần mạng sống của chúng ta chúng ta cũng hoan nghị mà bố thí cho họ tâm hoan nghị bố thí đó sẽ được vô lượng vua biên phước báo những lời phật nói trong kinh điển từng câu đều là chân thật không có câu nào là giả dối y theo phật pháp mà tu học nhất định có lợi ích vì sao chúng ta không tin vì sao không chịu làm có một vị đồng tu đã kể với tôi một sự việc ông nói năm xưa ông nằm mộng mộng thấy bồ tát quán thế âm ông mộng thấy mình gặp phải một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm giống như đang ở trên một đảo nhỏ bốn bề đều là biển sóng gió dữ dội mạng sống chỉ còn trong khoảnh khắc vào lúc đó ông nhìn thấy bồ tát quán âm ông quỳ xuống đất cầu bồ tát quán âm cứu mình ông nói bồ tát quán âm không nói gì mà đưa tay chị xuống dưới ý bảo ông nhảy xuống ông nói không được phía dưới là miệng cả con nhảy xuống đó chẳng phải là chết sao bồ tát quán âm là chị chỉ xuống lần này ông tin bồ tát quán âm bảo con nhảy thì con nhảy xuống kết quả sau khi ông nhảy xuống liền ở trên bàn tay của bồ tát quán âm Bạn không chịu nghe lời Vậy thì không cứu được Sau khi ông nhảy xuống Không ngờ rằng Bồ Tát Quán Âm Dùng tay đỡ lên Sau khi đỡ ông Thì đưa ông đến một nơi rất an toàn Một nơi rất tốt Sau khi ông áp xuống mặt đất Thì không thấy Bồ Tát Quán Âm nữa Ông nhìn thấy ở nơi đó đang xây nhà lầu hoàn cảnh quả thật rất đẹp ông đã mộng thấy như vậy cho nên nhất định phải tin phật bồ tát tiếp nhận giáo huấn của phật bồ tát phật bồ tát dạy chúng ta buông xuống tất cả thân tâm thế giới vậy thì hãy buông xả nhất định có lợi ích xử sự, sự đối người tiếp vật phải hòa mục phải xem tất cả chúng sanh thành chư phật bồ tát người có tâm tốt đối xử với chúng ta chúng ta cảm ơn vì được họ quan tâm người có ác ý đối xử với chúng ta chúng ta cũng cảm ơn Vì họ tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta Người nào có phải là thiện thi thức Người nào có phải là Phật Bồ Tát Xung quanh bốn phía chúng ta đều là thiện thi thức Đều là Phật Bồ Tát Đây gọi là tu hành Khiến cả đời chúng ta Đều sống ở trong thành kính cảm ơn đời sống phong phú biết bao người thế gian nói về ý nghĩa của sự sống giá trị của sự sống nó tự ra ý nghĩa và giá trị của sự sống Người thế gian chỉ có khái niệm này Chứ thực chất họ không hiểu Thế nhưng bậc thánh hiền thí xuất thế gian Hiểu rõ ràng Bản thân các ngài đã làm được Chúng ta không hề để ý Không quan sát tỉ mỉ Cũng có thể vì các bậc thánh hiền này Cách thời đại chúng ta quá xa nên chúng ta đã lơ là nếu như chú tâm đọc sách của các ngài lắng lòng thể hội thì sẽ không thấy khó hiểu đây là chỗ thực sự đáng để cho chúng ta học tập cho nên chúng ta giảng rộng cảm ứng thiên đặc biệt là vận biên trong đây nói về lý rõ ràng tôi năm xưa khuyên bảo các đồng tu ở thư viện hãy đem bài văn này xem thành giới luật để tụng mỗi ngày phải đọc một lần trì giới niệm phật nâng cao cảnh giác của bản thân chúng ta mặc dù chúng ta từ sáng đến tối niệm phật như những gì đại sư ngẫu ích nói niệm đến mức mưa dập không ướt. Niệm đến mức giống như tường đồng dách sắt. Nhưng yếu như ác niệm ác hạnh Không thể sửa đổi Thì vẫn là uổng công đây là các tổ sư đại đức tận tình hết lòng khuyên dạy chúng ta đối với những lời này chúng ta thời thời khắc khắc nhớ trong tâm thời thời khắc khắc cảnh tỉnh chính mình giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời tốt làm người tốt thì chắc chắn có quả báo tốt làm trái ngược giáo huấn của phật bồ tát trái ngược giáo huấn của cổ thánh tiên hiền thì quả báo chắc chắn là không tốt hôm qua Tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Khi về đến Singapore, có mấy vị đồng tu từ châu Âu trở về, nói cho tôi biết, xã hội châu Âu hiện nay hỗn loạn, lòng người hoang mang. Từ trường, bầu không khí rất không tốt. bên đó người học phật ít người kiểu rõ giáo huấn cổ thánh tiên hiện ít chúng ta sau khi nghe thấy thì phải nghĩ cách làm thế nào để giúp đỡ họ dốc hết chút sức lực nhỏ nhoi của chúng ta. Đây là điều nên làm. Tuyệt đối không thể nói người bên đó có tai nạn chẳng liên quan gì với chúng ta. Quan điểm này là sai rồi. Dân tộc khác nhau, quốc gia khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, phải dùng tâm bình đẳng từ bi mà đối đãi nhìn thấy người ta bị nạn cũng không khác gì bản thân bị nạn cho dù sức chúng ta không thực hiện được nhưng phải có tâm này tâm này chính là tâm tốt tốt rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta giảng đến chủ này. Phật tình độ trên đình bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh Nam Mô A Di Đà Phật Việc dịch Ban biên dịch Diễn đọc Phật tử Thiền Quang